Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Hồng Kỳ xin giới thiệu đến mọi người một số mẫu quả dừa và quả bưởi được kết hợp với nghệ thuật viết thư pháp và vẽ trang trí thêm những nhánh mai, cành đào nhìn rất là độc đáo và đẹp mắt để phục vụ nhu cầu trưng Tết và làm quà biếu rất là đặc sắc và ý nghĩa. Mong mọi người cùng xem.